Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày hôm qua, mùng 5 tháng 10 theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức là tối ngày mùng 5 tháng 10 theo giờ Việt Nam, tại hội nghị diễn ra ở thành phố Atlanta, bộ trưởng thương mại các nước tham gia đàm phán hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới này. Sau 6 ngày đàm phán liên tục, 12 nước thành viên TPP là Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam đã cùng nhau tháo gỡ ba nút thắt chính còn lại trên con đường dẫn tới thỏa thuận lịch sử này. Bao gồm vấn đề dỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu vào thị trường Bắc Mỹ, Canada và Mỹ mở cửa thị trường cho các sản phẩm bơ sữa của New Zealand và thời gian giữ bảo hộ độc quyền đối với các sản phẩm sinh dược thế hệ mới. Sau hơn 5 năm đàm phán tích cực, chúng tôi đã đi đến một thỏa thuận rằng sẽ hỗ trợ việc làm, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, thúc đẩy phát triển toàn diện và thúc đẩy sự đổi mới trên toàn khu vực châu Á Thái Bình Dương. TPP là hiệp định thương mại tự do đa phương theo cơ chế mở, bao gồm không chỉ các vấn đề mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ mà còn cả những vấn đề phi thương mại khác. Theo ước tính, sau khi có hiệu lực, TPP sẽ trở thành khu vực tự do thương mại lớn nhất thế giới với 800 triệu dân. Đàm phán TPP hiện là một trong những đàm phán thương mại quan trọng nhất của Việt Nam. Ngay sau khi nhận được tin tức từ thành phố Atlanta, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên tiếng hoan nghênh nỗ lực đàm phán của các nước thành viên TPP. Đây là kết quả của hai năm đàm phán căng thẳng và thỏa thuận này không chỉ là thành tựu lớn đối với tương lai của Nhật Bản mà còn là của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sau khi 12 nước ký hiệp định TPP, văn kiện này cần nhận được sự phê chuẩn của chính phủ và quốc hội các nước thành viên để chính thức có hiệu lực.